Đây là cây đàn Classic C500CK có giá bán là 4.850.000, được sản xuất bởi Văn Anh Audio. Đây là mẫu đàn thuộc loại dòng đàn cao cấp của Văn Anh Audio. Mặt đàn là mặt Seda. Mặt Seda thì nó màu nguyên thủy của nó nha, màu gốc của gỗ luôn, chứ Văn Anh Audio không có sơn lên. Đằng sau là mặt gỗ hồng đào nhập ngoại, quá đẹp. Cần đàn này, gót cần đàn này, khóa đàn. Ok. Phan Anh đã kiểm tra hết toàn bộ cây đàn này rất là kỹ, nhiều quy trình. Ví dụ như mình sẽ kiểm tra cần có cong hay không bằng nhiều phương pháp, một là dùng thước để ngắm, hai là dùng bấm phím đầu và phím cuối. Thì tất cả các phím đàn ấy đã chạm vào dây. Ngoài ra cái đàn này có trục chỉ cong cần, mình có thể điều khiển để chỉnh được cái cần đàn của mình nó thẳng, và mình không sợ nó bị cong về thời tiết. Ngựa đàn đã chỉnh đặt hết các toàn bộ tiêu chuẩn. Siêu ấm. Thank you.
định trên cao.